cho các bạn xem này. Sắp cắt cái bồ câu, sắp cắt săn mồi cho bồ câu cho các bạn xem mà. Liệu con cắt này nó có săn được con bồ câu cách xa tầm 100 mét hay không. Mình đang để nó xa lắm, đó, cũng xa, cũng xa luôn, bay đâu mất rồi, không theo hướng nào cả, một hơi một lèo, lượn mất luôn. Có quay lại đánh không? Con bồ câu không? Có nhìn thấy con bồ câu không? Không nhìn thấy rồi. Bạn nhìn tinh cho thấy nóc khách sạn The Ritz kia nó đang bay đấy, nó lượn trên đấy. Buổi tối nay có gió đẹp, đón gió lượn trên đấy. Tôi cho lượn chán này. Đấy, thả gió lượn. Ui, khách sạn The Ritz ở Ninh Bình bay đang mất rồi. Quay lại không? À, được 2-3 cây số rồi lại cũng lại tìm lại chết thôi. Cắt này hay vui tính lắm. Dây được nhá, dây khoảng độ tầm 15 mét gì đó. Chưa thấy con bồ câu bay. Nếu con cắt mà nó mà nhìn quan sát kỹ thì từ trên kia nó cũng sẽ không đúng thẳng. Thank you.
Con cát đã phát hiện ra. Nó đã phát hiện ra. Không nhìn thấy gì cả. Vừa đánh vừa đào. Không thấy gì cả. Bồ câu vẫn bình thường. Cá đây, đánh, đánh tiếp. Vẫn trượt. Trượt quá. Đánh tiếp. Lại trượt nữa thôi. Trình độ kém quá. Phá 4 năm phát chưa được phát nào. Đã trúng lông nhưng mà chưa được. À được rồi. Có bắt đầu vậy. Thầy lông.